đều gọi tôi là anh lính quân biểu uy tín nhất trên đời. Bởi vì họ bảo tôi là anh lính quân biểu hay hát đi hay cười. Tôi cười vì lòng tôi vui, tôi ca vì tôi chiến thắng. Cánh chim bay là tôi đang chắp cho để chân tuyệt vời, lòng sướng vui với đeo cuộc đời. Tôi vẫn hát cười nhiều lần vì rằng bây là tôi đã đánh tan và tôi hát tiếp lời la 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 là thư tình yêu mà lại dán nhất đúng có tên như lòng sướng vui vui theo cuộc đời, lòng vui theo theo tận tình trường thương. Tôi đi sau lưng ba lô trên vai khẩu súng yêu, bên này công văn nhà nước, bên đi công văn trái tim, lòng sướng vui vui theo cuộc đời, lòng tôi vui vui đeo cuộc đời. Cười chi anh nuôi thân mến, khó thư anh gửi tôi đi, và em quân yêu quý có thư thư của em đây. Ôi da da ôi da da ôi da da ôi da da, và đây trái tim tuyệt vời, lòng tôi vẫn luôn cười vì thế. Vì tôi là anh quân biểu.